cần. Trong nhà. Nhà tầng hả? Ôi, bình nó xuống bao nhiêu mấy. Trên ga 2 con hương sư kìa. Dí không? Ồ, ma thần sư bất lực luôn rồi, không cần dãy. Bắt cả hai rồi nha. Nó xuống đi, đánh đi, đánh nó xuống đi. Wow. Vương sư ngủ ở đâu đây? Ngay ghế luôn. Ok, ok, treo treo. À, về treo đi, để treo này. Trên cao đấy kìa. Con đứa đi cứu nè. Lắc đi ai đi cứu này. Tắm đâu? Kêu đi. Các thứ còn hương sư rồi. Ủa, người đâu rồi? Mày ngay có con robot đi. Đứng nhìn hương sư đi. Ừ, có dấu tai này nhưng mà không thấy người. Hình như hồi nãy có con robot nó đi. Mày không cứu ở dấu tai robot rồi. Thuốc đã có đứa cứ con bùi này. Cả máy nhanh giữ hình. Ô, băng mười linh không thể nghe chứ. Trời ơi. Cái đầu này nó vuông như thế này. Móc mình ghê á.
Đi một lúc cái tháng thì chưa. Cái đấy là mình xét bắt được đấy. Cây rồi à? Bên chưa? Bên chưa? Bên chưa? Này, vừa tao vừa đó. Không chỉ cái quảng cáo này cái này. Ủa? Bảo đếm, anh chiến đi. Kia đi, tụi nó bỏ chứ. Anh chiến. Kế giữa cầu, kế giữa cầu. Đi anh chiến. Cái đầu. Nhìn chung nó ngu quá. Cái gì cái gì? Đáp. Thông minh. Cái gì cái gì? Mày phải kiếm chiến. Giúp mình trả lời những câu hỏi. Được rồi, quan trọng. Đâu rồi, nó rơi đâu rồi. cái lúc mà nó rớt đâu rồi xong thấy đâu cả vậy. Cái màn win hay lose mà nó đã nhảy quảng cáo rồi đấy. À lucky guy đây này. Đúng rồi gì? Hay tròn ngay máy chưa có xong. Máy chưa có xong không thấy giải, không thấy rung. Còn đi cả máy nãy giờ mà, lấy gì tôi dám có. Ôi, của lắm. Có. Cứu luôn. Đây máy gà hại con người. Hai tầng. Không, cái đó là con mới đập con robot xong. Ga 4 không có người nha, ga 4 không mở cửa nha. Có dấu tay ở đây nhưng mà không thấy người đi cứu. Lúc thì gai trong nhà hai đầu. Hai kia gai trong nhà hai tầng. Tôi tin em rồi. Không.
Không thấy, thấy dấu tay thôi mà không thấy người. Đưa cho nhà hai lò heo không? Không, không có ở trên. Không có dấu tay rồi, hết dấu tay rồi. Ra 4 check không thấy mở cổng. À, đây đây, sau nhà hai tầng đây này. Sao không thấy đâu. À rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Thế rồi, lucky guy ra, ra ga 1 này. Hai, cái năm. Giết ngay. Đúng rồi.